Xin chào tất cả anh em, mình là Trường Goku. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để có thể tạo một cái tài khoản nhạc của tôi VIP mà không cần phải tới sự hỗ trợ của Jabex máy. Chúng ta sẽ bắt đầu video ngay. Bắt tay. Trước tiên các bạn sẽ vào cho mình App Store. Các bạn sẽ tải cho mình một cái phần mềm là iFin để khuyến mãi giảm giá Dell. Các bạn download phần mềm này về. Ok, sau khi download phần mềm này xong, các bạn vào phần mềm iFin cho mình. Rồi các bạn bấm vào bắt đầu trải nghiệm. Ok, các bạn có thể bỏ qua. Mình sẽ bật định vị lên. Rồi, nhận thông báo. Ok, sau đó các bạn sẽ vào cho mình cái phần đây. Nhạc của tôi, các bạn bấm vào. Hoặc là các bạn có thể tìm kiếm cái này ở trên phần tìm kiếm nhá. Ok, ở đây sẽ có một phần lấy mã. Còn 3181 mã đây, các bạn bấm vào. Rồi các bạn bấm vào cập nhật. Rồi, scroll các bạn sẽ điền tất cả cái thông tin của bạn vào đây. Mình sẽ điền thông tin vào đây. Rồi các bạn nhập vào ngày sinh cho mình. Ok, chỉ đến làm. Sau đó các bạn sẽ bấm lưu cho mình. Ok, ở đây sẽ có một phần bắt các bạn phải xác nhận số điện thoại. Các bạn bấm next cho mình nhé. Ok, các bạn chờ một chút sẽ có một cái mã code. Ok, mình đã nhận được mã, các bạn bấm continue cho mình. Rồi, sau khi các bạn nhập xong, các bạn sẽ nhận được một cái giao diện như này. Ok, các bạn bấm lấy mã. Các bạn thoát ra bấm lấy mã lại. Rồi ok, mã của bạn đã được lưu trong phần quản lý cá nhân. Các bạn bấm ok. Các bạn xếp vào cho mình cái phần quản lý cá nhân. Đây, phần này. Rồi các bạn chuyển sang mục mã code. Ok, mã code của bạn đây. Các bạn bấm vào copy code. Sau đó các bạn thoát ra ngoài màn hình chính. Các bạn vào ứng dụng nhạc của tôi. Ok, các bạn chờ nó load nhé. Rồi các bạn sẽ vào cho mình cái phần là của tôi. Các bạn bấm vào cái tài khoản của bạn. Nếu chưa có, các bạn có thể đăng nhập bằng Facebook. Các bạn gạt xuống phần cuối cùng cho mình. Ở đây có một phần là gift code. Các bạn dán cái code của bạn vừa copy ở đây. Ok, các bạn bấm xác nhận. Nó sẽ thông báo là gift code đã được sử dụng. Các bạn bấm đóng. Ok, mình sẽ thử tải một cái bài nhạc Rootless. Mình thử tải bài lạc trôi đi. Ok các bạn, mình sẽ thử tải bài này với chất lượng Rootless. Đây, Rootless. Các bạn bấm tải về. Ok, bấm tải về. Ok, bài hát lạc trôi đã được tải về. Với âm thanh Rootless này các bạn sẽ có những trải nghiệm cao hơn với một cái tai kinh khủng hơn. Và ok, với mình đến đây là kết thúc video của mình. Nếu thấy hay, các bạn nhớ like, share, subscribe và comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới nhé. Bye bye.